Ngay khi công bố dự án Dragon Village đã trở thành hiện tượng của thị trường bất động sản phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh, khi có tới 100% số biệt thự nhà phố mở bán trong đợt đầu đã được khách hàng đặt chỗ, thậm chí nhiều khách hàng phải ra về trong tiếc nuối vì chậm chân giữ chỗ, ghi nhận của FBNC tại sự kiện mở bán dự án Dragon Village hôm cuối tuần qua. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại sự kiện mở bán dự án khu đô thị Dragon Village. Theo ghi nhận, có đến gần 1.000 khách hàng, nhà đầu tư chen chân đến tìm kiếm cơ hội sở hữu các sản phẩm của dự án. Kết quả, toàn bộ số lượng biệt thự, nhà phố vườn và nhà phố kinh doanh được giới thiệu trong đợt 1 đã được khách hàng đặt mua hết. Nhiều khách hàng đã phải nuối tiếc ra về vì không đặt mua được căn đã chọn do chậm chân giữ chỗ. Theo đại diện công ty Phú Long, đơn vị phát triển dự án, thì Dragon Village hội tụ được nhiều yếu tố để trở thành tâm điểm hút khách trên thị trường hiện tại. Trước hết, Dragon Village được giới thiệu đúng thời điểm thị trường bất động sản liền kề trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đang lên cơn sốt, giá tăng liên tục nhưng lại khan hiếm dự án tốt. Sự xuất hiện của Dragon Village đã góp phần giải tỏa cơn khát cho cả nhà đầu tư và người mua để ở. Bên cạnh đó, theo quy hoạch, khu Đông sẽ là khu phát triển mạnh và năng động bậc nhất so với hàng loạt dự án FDI, khu công nghệ cao Samsung, Intel, dự án sân bay Long Thành sẽ thu hút hàng ngàn chuyên viên trình độ cao, chuyên gia, CEO các tập đoàn đa quốc gia tới sinh sống và làm việc. Cùng với đó là trường đại học Fulbright chuẩn bị tuyển sinh vào đầu năm 2018. Song song đó, nằm liên kề đường cao tốc nối Sài Gòn với các tỉnh miền Đông, Dragon Village là khu đô thị chuẩn mực quốc tế đầu tiên do Phú Long triển khai tại phía đông thành phố sau khi đã phát triển thành công hàng loạt dự án đáng sống và đắt khách, luôn gia tăng giá trị cho khách hàng. Vì thế, Dragon Village đã được khách hàng, nhà đầu tư trông đợi, săn đón ngay từ khi động thổ dự án vào tháng 8 năm 2017. Một trong những dự án có quy mô lớn, trên 21 hectare, và được quy hoạch theo chuẩn mực quốc tế về kiến trúc, kết cấu, cơ điện, môi trường, công trình xanh và sẽ được quản lý vận hành một cách chuyên nghiệp. Trong vòng bán kính 3 km thì dự án cũng được hưởng những cái tiện ích rất là đầy đủ như trường học, bệnh viện, những trung tâm thương mại và những cái trường đại học lớn. Chúng tôi hy vọng rằng dự án sẽ được triển khai sẽ làm thay đổi diện mạo của khu vực phía đông thành phố này và sẽ tạo ra một giá trị sống mới như cái slogan là nơi cuộc sống nở hoa. Khu đô thị Dragon Village có quy mô lớn với những căn biệt thự, phố vườn, phố kinh doanh, có mặt tiền rộng cho các kiến trúc sư công ty Supana Churong, Singapore, thiết kế dựa trên ý tưởng chính là xây dựng một khu vườn trong phố. Dragon Village được xây dựng với trên 70% diện tích dành cho cây xanh, mặt nước, các dự án thành phần quy hoạch thành khu khép kín, bao quanh bởi những tuyến phố thương mại sôi động. Khu vực lõi trung tâm là các vườn nhiệt đới, hồ cảnh quan, tạo nên môi trường sống yên bình, tách biệt với những ồn ào của thế giới bên ngoài, nhưng vẫn đầy đủ tiện ích và mang tiềm năng giá trị gia tăng. Dự án cũng sở hữu dịch vụ tiện ích ngay ngưỡng cửa như công viên cây xanh, vườn nhiệt đới, hồ cảnh quan, câu lạc bộ, phòng gym, hồ bơi, v.v. Đặc biệt, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng văn minh, dân trí cao, môi trường sống cao cấp, Phú Long đã chỉ định công ty CBI Việt Nam tham gia công tác quản lý và vận hành Dragon Village. Việc vận hành sẽ theo chuẩn mực quốc tế về bảo trì hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, vệ sinh, xử lý rác và chăm sóc cây xanh. Các hoạt động vui chơi, giải trí, lễ hội sẽ được tổ chức thường xuyên, góp phần tạo nên cộng đồng Dragon Village nhân văn và hiện đại. Tôi đã mua và sử dụng sản phẩm của Phú Long. Và trong quá trình mà tôi sử dụng sản phẩm của Phú Long, tôi cảm thấy dễ chịu, thoải mái. Không chỉ vấn đề là cái cơ sở hạ tầng mà mình có sẵn, mà những cái giá trị cộng thêm làm cho tôi rất hài lòng. Ví dụ như là cái đội ngũ quản lý của tòa nhà, ví dụ như là những cái dịch vụ mà đi kèm theo trong quá trình mà phục vụ cho cuộc sống của cư dân, tôi cảm thấy nó rất là bài bản, nó có một cái quy chuẩn quốc tế. Chính vì những cái giá trị cộng thêm đó thì tôi nghĩ là những dự án tiếp theo của Phú Long, ví dụ như là Dragon Village, chắc chắn nó sẽ có những cái tiêu chí cộng thêm, chứ không thể nào là thua kém được. Dragon Village dự kiến sẽ bắt đầu bàn giao nhà cho khách hàng vào cuối năm 2018. Trước đó, công ty đã xây dựng Dragon City, thành phố sẵn sàng tại Nam Sài Gòn, với mong muốn kiến tạo nơi đây thành khu đô thị hiện đại có không gian sống tiện nghi, văn hóa, thân thiện với môi trường.